Cái góc chỗ này nó đẹp ghê luôn nha. Lần đầu tiên đến góc này thấy ánh sáng đẹp rồi. Xả lưng mặc áo màu đen rồi có cái hoa đào rực rỡ nên ôi thơm khủng khiếp, thơm luôn nha, thơm lắm luôn nha. Rất là ngon. Đừng hái trái mà xanh xanh nó bị chua á. Trái vàng này đó thì lột vỏ nó ra nè. Xin chào mọi người. Sau mấy tuần đi Việt Nam về thì bây giờ Tứ Tiến vừa mới trở về với nhà vườn của mình. Hôm nay nhà vườn khá là sạch đẹp vì ông Mễ đã qua làm rồi, chứ hôm trước là trời nó dơ khủng khiếp luôn á. Thì đây là khoe mọi người nha, xíu một cái cây mà nhà Đức Tiến đang có ở trong dịp cuối tháng 3 thì đang vô mùa xuân và trời cũng nắng trở lại rồi. Đây cho mọi người xem cái cây này. Cây này là cây sabuche. Cao to không? Bự ơi là bự luôn nha. Trái rất là nhiều luôn á, để Tiến quay lại mọi người nha, trái rất nhiều. Đây là cây bơ nè. Cây bơ này ngày xưa mình đi thuê nhà người ta ở á, cái nhà nó có cây bơ trước nhà, cái ăn trái bơ nó ngon quá. Cái mình thấy ngon quá, cái mình lấy cái hạt giống á, lấy một cái hộp bơ á, cái mình trồng. Mình trồng trong chậu mang đi. Thật sự cái bơ này á, tính là nó gắn bó với mình chắc cũng 7 năm rồi đó ha. Hồi xưa trồng trong chậu á, xong là mang đi qua nhà này cũng thuê bao nhiêu nhà, thuê hết nhà này tới nhà kia, cuối cùng mới về được đây để mà ổn định. Đó, cho năm nay là nó ra bông nhiều lắm đó, cao lắm nha mọi người, cao chót vót luôn á, bông rất là nhiều luôn. Mà không biết cái đậu trái không, nhưng mà không sao, trồng kiển cũng được. It's ok, trồng kiển, bơ thì ở đâu cũng có, nhưng mà cây bơ kỷ niệm á thì không phải lúc nào cũng có hết đó. Đó, nó là gọi cây bơ kỷ niệm, đi với mình 7 năm. Không? Xung quanh đây cũng nhiều người trồng bơ lắm, nhưng mà họ cũng trồng kỷ niệm du là chính á. Chứ trái nó cũng không có bự, nó cũng không có ngon bằng trong Costco đâu. Nhưng mà bơ nhà chồng mình thì lúc nào nó cũng có cái vị lạ lắm, cái vị ngon, cái vị thơm riêng của nó. Thấy không? Bông sum xê luôn, mình cũng hâm he nó nhiều lần lắm rồi á, nhưng bây giờ không hâm he nó nữa. Bây giờ là kệ bơ kệ con ha. Con cứ khỏe mạnh, bông nhiều cho đẹp rồi. Đậu được trái thì vui, không đậu được trái cũng vui. Ok. Đó, hồi xưa là mình nói nó không có trái mình chặt nó chứ. Xong giờ nghĩ lại thôi kệ nó đi. Nó ra được trái thì cho vui, mà không ra trái thì cũng vui, cho nó có bóng mát. Với lại nó cũng có cái thế để nó che bớt cái nhà mình lại ha. Đó, cao lắm nha mọi người. Đó. Còn trước này á, là hai cây này là cái hồng giòn, nhưng mà là trời lạnh á, nó chưa có ngủ dậy. Đây nè, cây này đang dậy nè. Nè đó, hồng giòn nè. Thấy không? Đó. Nó đang tỉnh này từ từ. Hôm rồi mình có đi mua cục đá. Theo phong thủy có cục đá trước nhà để nó chắn là mọi thứ. Đây. Mà biết cục đá này bao nhiêu pound không? Cục đá này nặng gần 800 pound á. 800 pound là gần 300 kg mình á. Mua hơn 100 đô á, rồi vận chuyển về nhà nữa. Để đây để mình ngồi thư giãn. Đó, đây là có cây bơ ha. Nhìn xéo qua đây là có hai cái đào, thấy không? Đây là hai cái xe nhà mình. Đó, cái đào gần mình là cái đầu trái, cái đầu phía sau được rõ là cái đào bông. Ngộ ghê ở Cali này á, mà lại rất hợp đào. Mà mọi người biết á, là bên nhà kia cũng đào nở đẹp lắm. Thường á Tiến đi nhà thờ á, trên đường đi nhà thờ của Tiến ở Santa Barbara á, có cái đào đẹp. Lần nào đi ngang cũng ngắm cũng mê hết trơn á. Cái đào bông á, giống cái đào đỏ bên kia kìa. Đó, đào bông á cho mình á. Còn cái đào trái thì nó không được rõ như vậy đâu. Cái đào bên trong nhà mình nãy mà chưa nở á, cũng là đào trái, nên nó sẽ không được rõ, nó chỉ bông như vậy thôi nha các mọi người. Nha, nó có vậy thôi, nhưng mà cũng rất đẹp luôn á, trông rất là tự nhiên mà đẹp lắm á, mê ly luôn á nha. Trái nó ngon lắm nha. Rồi. Mình chưa hủy hoa thôi. Hoa nó không có thơm bằng cái đào kia, hoa nó bình thường à, nhẹ hơn à, nhưng mà bông nó rất là xinh, bông nó nhỏ mà xinh lắm, bông nào đã bông đó nha. Bông nào đã bông đó chứ nó không có chùm giống như bông đào kia. Nói chung là mỗi đào mỗi vẻ nha, đào nó cũng nhiều loại, mỗi đào mỗi vẻ luôn, một cây mỗi vẻ, rất là đẹp ha. Đó, thì mình coi đã chưa, mê ha. Mùa xuân đến rồi, ngộ California đào lại rất là nhiều. Mai ở đây thì là mai Mỹ nha, với mai Nhật Bản thôi, chứ mai Việt Nam thì rất là khó trồng ở đây. Nhưng mà đây đào thì rất là hợp luôn đó mọi người. Và đây là cây đào thứ hai. Mọi người nhìn thấy không? Cái đào này, cái đào bên kia nè. Đó, cái đào này đứng bên kia thấy không? Đó, đẹp trong chó không? Tung bay trong chó ha, mà không có rụng luôn. Một cái đào, đào thứ hai. Cái đào này đào trái nha, đào ăn trái rất là ngon. Bông nó nhỏ thôi, nhưng mà trái rất là ngon và giòn. Đó, bông nó nè, nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đẹp luôn. Nói chung là ngắm hoa là chính nha. Ngắm hoa là chính. Đó, mấy con ong á, nó đang đi thụ vấn đó. Đây nè, cái trái đào nó đậu trái nè mọi người. Mày coi nè. Đó, thấy ngon không? Đó, nó đậu nhiều lắm. Và mình phải lấy cái bịch bọc nó lại. Tại vì nếu không bọc nó lại á, là có mấy con côn trùng bự bự á, mấy con có cánh á, bự lắm. Nó đến nó ăn rồi nhìn ghê lắm, sợ lắm. Mình phải bọc nó lại, thấy không? À, đây là cái đào nè, thứ hai nhà Tiến nè. Cái đào bên trong kia nó còn ngủ, nó chưa có dậy. Lúc nào nó cũng trễ đó. Cái đào đó, cái đào ngủ nướng. Còn hai cái đào này là ngủ đúng. Đẹp chưa? Đây là cái đào ngay chỗ cổng nhà Tiến nè. Đó, thấy đã chưa? Xum xê không? Được rỡ chưa? Đó. Nó đang nở hoa. Thực ra nó nở hoa từ hôm bữa giờ rồi đó mọi người. Mà do là mình đi Việt Nam cũng không có được ngắm hết hoa đào. Về là thấy là nó được rỡ luôn như pháo rồi đó. Đào pháo luôn á. Bông rất là dày nha, rất là nhiều cánh luôn nè. Bông rất là dày và nhiều cánh lắm. Đẹp dễ sợ không? Cái trái đó mình ăn nó hơi đắng. Bông mà, đào bông mà không ăn trái được. Chỉ là cảnh đẹp thôi. Đó, nó rụng quá trời dưới rồi đó. Nè mọi người thấy không? Cái đào nhà Tiến đó, đẹp chưa? Rỡ không? Bông hả? Không có nở hái xuống á, biết sao không? Thôi không. Tại vì hái xuống chân á, thì cũng rất đẹp trong nhà. Nhưng mà nó sẽ bị rụng, bị uổng lắm. Cái để á, thì ngày nào mình cũng đi ra đi vô á. Nên là mình muốn để cho nhìn cho nó đẹp. Nhìn cho nó giải stress, giảm căng thẳng. Rồi mùi rất thơm luôn á. Mặc dù mấy hoa này nở từ bữa giờ luôn mà. Mà gió luôn mà rất là thơm luôn á. Mùi đúng là cái mùi beach. Cái mùi mà mấy chúng ta hay đi mua nước hoa hay là mua lotion hay là mua dầu gội đầu á, mà có cái mùi hoa đào này, đúng luôn á, đúng nó luôn á. Mà mùi nó thơm rất là tự nhiên, thơm đã lắm, đậm lắm, chứ không phải thơm kiểu mỹ phẩm nha. Mê chưa? Cái đào này đào bông nha, đẹp chưa? Đó. Dạ, nhà em có mai và có đào luôn mà không được 500 tỷ giống như phim Trấn Thành. Cậu giận. Cái đào này có chừng mấy trăm đô à, chứ không được 500 tỷ nha mọi người. Đây là cây lựu trắng nha. Cây lựu trắng nhà Đức Tiến này là của một chú, chú Henry. Chú Henry ngày xưa mình ở thuê nhà chú á, chú cho. Xuống sau nhiều năm trời nó đủ mạnh rồi đó. Sau mùa đông lạnh lẽo mưa gió vừa rồi là cây lựu nhà mình nó đang bừng dậy. Còn đây là cái tắc Việt Nam. Trời ơi, cái tắc này là mê lắm á. Mấy người nhà Đức Tiến ở bên Texas hay ở đâu sang là hái một mớ mang về. Tại vì tắc nhà mình rất là thơm, có cái vị chua thanh rất là ngon. Tiến thường xuyên bị đau cổ họng hay là cảm á, là cứ lấy cái tắc này đây nè. Đó, xong rồi làm nước gừng á, gừng tươi, tắc với mật ong, đánh nó trộn lên, xong rồi cho nước sôi vô là có một ly, uống rất là ngon luôn. Cây này là nói chung là cũng nhiều năm lắm rồi đó, mê lắm. Thích lắm. Ai mà đến nhà Tiến cũng xin mớ về á. Tiến cũng nói cứ lấy tự nhiên, mình ăn không hết bao giờ đâu, để đó cũng uổng. Cho thì còn, chứ mình ăn thì bao nhiêu cũng hết hết trơn á. Từ đó bài học xương máu của mình. Bây giờ mình thử một trái cho mọi người coi nha. Thử một trái nè. Giờ thử một trái cho mọi người coi nè. Hai cái tắc đã không? Xùm xê không? Đó, tự nhiên nha, organic 100% tự nhiên hết nha. Giờ Tiến thử hai trái nha. Hôm nay ăn chua nhiều quá. Chắc bị khùng. Trời ơi, thơm khủng khiếp, thơm luôn đó nha, thơm lắm luôn nha. Rất là ngon. Hơi chua một chút nhưng mà ngon. Ăn luôn không mà ngứa cổ, thơm quá họng luôn á. Thấy không? Mê không? Mê tiết lợn. Không, đã không? Bự lắm á, một cái ôm không hết luôn nha. Đó là cái tắc nhà mình. Đây là nhãn nhà mình nè. Nói chung á là có ba, đây là cây nhãn này là của nhà chị Lan Anh Thành hồi trước cho mình, mà bây giờ nó bị xâm lấn bởi mấy cây mía rồi. Cái cây mía này nó xâm lấn quá, cây mía này trồng chơi thôi mà xâm lấn quá trời. Đợt tới phải cho ông Mễ ông chặt hết mấy bụi mía này, nó bự quá. Đây là nhãn nè, bự không? Nói chung đất này rất là hợp luôn á, trồng nhãn rất là hợp. Nó bự như là cây cổ thụ luôn á, nhánh nó là xum xê. Nó chiếm hồi xưa mua nó có chút xíu à mọi người. Mua nó có hồi xưa mua nó bằng cái cành này thôi đó nè. Bằng cái cành này nè, bằng cái cành này thôi đó, không được cành này đâu nha. Bằng cái cành này thôi mà giờ nó cây nó bự thành một bụi một rừng luôn á. To đùng luôn á. Hôm nay nó lớn này nè. Nó lớn lắm. Bên dưới là thanh long nhưng mà chắc là mình nó trắng hết lối đi mình luôn rồi, thanh long đỏ nha mọi người. Rất là ngon nhưng mà mía này nó nhảy quá. Nên là đợt tới sẽ cho mễ cho bụi mía lên đường. Mía trồng thì ăn cũng ngon nhưng mà cực quá. Đây, cái thanh long này bữa mình trồng nè. Bạn chuối này bạn đã chuối hoài luôn đó nha. Không có chăm bón bạn đó đó. Chuối này là chuối nhỏ, quên tên đó rồi. Chuối cao. Đó. Bạn tự lên luôn, bạn hay lắm. Bạn tự lên, tự ra buồn xong rồi bạn mình hái vô mình ăn được mấy trái cái mình bỏ. Còn cái cây cũ tự động mất tiêu, không có cần chặt đốn gì luôn á. Còn cây này cây mảng cầu gai, mảng cầu sim, trồng chơi vui thôi chứ mình biết là nó có trái đâu. Ở đất Cali này không có trái được. Về Việt Nam ráng lắm ăn được trái à. Nhưng mà mọi người biết á, mấy người bị ung thư á là họ mua cái lá này nè, mua cái lá này về nè, đó để họ sấy khô và làm trà uống. Còn mình đây mình không uống đâu, đó để tự nhiên á. Cái gốc cây nè, thấy không? Bự lắm nha. Này ngày xưa mình mua cũng mấy chục đô á, mua 50-60 đô á, trồng cho vui để nhưng mà con có phát triển nha con nha. Cái mảng cầu sim có phát triển bình thường nha con, không cần để trái mạnh khỏe được rồi nha, có lá được rồi. Có lá lên nữa hái lá vô xin lá con để mà làm trà uống nha con. Dễ thương, nó lớn quá trời, cành quá trời cành luôn. Đây, cây này nãy mình nói đó, nhớ không mọi người? Cái chanh nè, đó, cái chanh đã không? Chanh này là chanh ngọt nha, chanh ngọt nha. Đó, đã không? Nó phải có cái núm này nè, thằng này quỷ bị lai rồi quá, không có núm à. Mà có cái núm giống này nè, đó, mới là chanh ngọt ha. Ok, rồi, đó, đây mảng cầu nhà mình nhiều lắm. Mình thích trồng mảng cầu đó, ham chưa, mê chưa quý vị đó. Còn cây này cây kia chanh thái, chanh thái này làm muối tiêu chanh hoặc là luộc gà vậy đó. Cây mảng cầu bên này cũng quá trời trái luôn mà không có ăn nữa. Thích nhất á là cái đây nè, nhãn mình nó xum xê luôn. Đây nè, cái này là cái thanh long đỏ nhà mình rất là ngon luôn. Mấy bạn mía này hôm nay lớn quá nên là phải cho lên đường hết rồi ha. Mía gió nó đổ lớn quá mà mình ít ăn nữa. Hồi xưa trồng cũng mê lắm, xong rồi cũng không ăn bao nhiêu á, thì mỗi lần chặt nó cực quá. Đây em mảng cầu, trái mảng cầu đã không? Đây đó, nói chung rất là nhiều nha quý vị, mà ăn hết trơn rồi, ăn hết nhiều lắm. Trời ơi cái này, cái đụng đó nó rụng luôn rồi nè. Nhiều lắm, nó rụng trơn rồi. Xa xa kia là cái gì su su, su hào á, cái su su á nha. Rồi hôm qua những 10 nhà vườn nhà mình sau mấy ngày mưa gió bão bùng ở tại Cali, tới đợt này phải stream lại quay với mọi người chút xíu cho vui. Giờ đi vô nghỉ ha. Ham không? Mê chưa? Đó, không cọc đó. Ồ, đây cái cam, phải khoe cái cam chứ. Cái cam nhà mình là cam ngọt, cam nước nha mọi người. Cam nước quanh năm mới rụng trái nè, cái tao đùng luôn nè. Cam này cam nước, đây nè. Còn đây là cây táo tàu. Cây táo tàu này á, là ở đây á, trồng nó rất là lo lắng. Tại biết sao không? Nó mọc bự quá là cái bộ rễ nó ăn sâu vô tường và hư đất. Nên là mình với tiêu chí là trồng vừa đủ ăn thôi. Đó, mà nói cái đó biết á. Không sao đâu, Táo Tàu con cứ lớn đi con. Con cứ lớn với chuyện đi nha. Daddy không có hạn chế con, ok. Đó, nó trồng cũng mấy năm rồi đó. Nè, cái giống đó nè. Mua nè. Hồi xưa mua mắc nha, hồi xưa mua đây nè. 46 đô nha quý vị. Mà mua mấy năm về trước rồi đó, mua này 3-4 năm rồi đó. Đây nè, giống đó nè. Đó, mua 3-4 năm rồi đó. Mà nó không có lớn, nó có vậy thôi, cái giống có vậy đó. Nhưng mà đây, sau khi mùa lạnh đó, bây giờ đến mùa xuân về bắt đầu nó đang ra chồi lại nè. Thấy không? Đây nè. Đó, nó đang sống lại. Thì mình trồng nó trong gốc này. Đó, để cho nó tự đó, trên cái ngọn nó cũng sống lại nè. Để cho nó tự nhiên. Táo nhà mình trồng ăn rất là ngon. Ngộ ghê á, nhà mình trồng ăn gì cũng ngon á, bởi vì không có muốn đi ra ngoài mua ăn bây giờ. Đây. Rồi, hy vọng năm nay mùa xuân con lớn ha. Con cứ phát triển bình thường nha Táo Tàu. Không có là điện, không có cấm con, ok. Con cứ phát triển bình thường đi. Ok. Để mà con cũng bự lên, sẽ có nhiều cho mọi người ăn nữa. Giống này ngon mà. Ok nha. Rồi tôi bị khùng đứng nói chuyện với Táo Tàu. Đây, cái tên đó nè, ngon lắm nha. Ai muốn đi mua thì chọn cái giống này. Mọi người nhìn xa xa nha, có cái cây xương rồng á. Cây xương rồng này á, thấy cây xương rồng không? Cái gai đó, nó cao chưa? Đó, đây. Thân cao không? Đó. Nó cao lên bằng cái đọt chuối nhà bên đó. Cái cây này tiếng trồng á, cây xương rồng này tiếng trồng á, tiếng hái ở phía trước nhà. Trồng giống như để chắn cái phía sau á, làm cái bệ đỡ gai á, cho đừng có ai leo qua. Mà giờ nó cao, nó to chót vót rồi luôn nha. Không ngờ là nó lớn nhanh cứ vậy luôn á, mới cái mấy năm trời không để ý là nó lớn dễ sợ luôn. Nó cao bằng cái chuối cao luôn, nó đụng cái bụng chuối người ta luôn á. Rồi dùm qua bên kia nha quý vị. Bây giờ mình hái thử một trái lô quất xuống nha. Đã không? Đây nè, mình hái mình ăn thử tại chỗ luôn. Nó giống như trái dâu xanh, dâu xanh ở Việt Nam mình vậy đó, rất là ngon. Nhớ nha, hái trái vàng nha các mọi người ơi, đừng hái trái mà xanh xanh nó bị chua. Trái vàng này đó thì lột vỏ nó ra nè. Cũng hơi chua nhưng mà ngon. Ăn này là vitamin khủng khiếp luôn. Hột quá là hột. Rồi không? Cái này á, ăn là để giải stress. Ai đang bị stress ăn vô chua quá, hết stress luôn. Hôm rồi mọi người có coi phim chưa? Phim Đóa Hoa Mong Manh của Đức Tiến đóng á, có chiếu tại Mỹ rồi đó. Anh chị nào ở Mỹ nhớ đi coi nha, chiếu vào cuối tuần này nè, 28, 29, 30 và đầu tháng 4 luôn ha. Đây trái thứ hai, lô quất. Ngon khủng khiếp. Nó có bị chua nhưng mà rất là ngon. Ngon quá trời ngon luôn á mọi người. Mấy cái vàng á, cái nồng mà nó còn xanh á là cái này nè, cái này vừa chín tới nè, rất là ngon. Thật sự ăn cái này là vitamin rất nhiều, vitamin C á, vitamin C rất là nhiều luôn. Lâu rồi mới quay ra vườn cho mọi người coi. Mọi thích coi vườn nó đúng không? Thật sự nhiều khi ở Mỹ này gì cũng có hết trơn á, mà không có tâm trạng nó quay thôi. Nhiều khi công việc, gia đình, cuộc sống nó làm mình stress nhiều quá, mình cũng không muốn quay. Đi ra mấy cái mall sang trọng 5 sao, 6 sao rồi đồ hiệu á, mình cũng không muốn quay, thật sự luôn á. Biết sao không? Đời sống ở Việt Nam mình nhiều người còn khó khăn quá, mà mình cứ khoe những cái đồ hiệu đó, nó không có đúng với lại cái suy nghĩ, cái tư chí của mình. Mình chỉ chia sẻ cái gì đơn giản nhẹ nhàng thôi. Còn mà ngộ lắm, nhiều người thích mình khoe. Mình mà chụp hình đi LV mua đồ hiệu là rất là nhiều người vô coi. Còn mình chia sẻ cái mộc mạc này á, đôi khi là rất ít người coi. Không sao đâu, chia sẻ để vui với nhau ha. Ai coi nhớ ủng hộ nha, ủng hộ kênh, nhấn một nút like, comment đó. Thích, không thích là ngon quá để cho mình thấy tinh thần mình quay cho mọi người coi cuộc sống ở Mỹ đơn giản thôi ha. Nhẹ nhàng đơn giản thôi. Cái này đỡ chua hơn. Hột to không? Hột ấp to nhưng mà ngon. Cái lá này đó, cái lá này nè, người ta làm phơi khô á, người ta còn làm trà uống nữa nha. Rồi bây giờ qua cây mới nha quý vị. Cũng hơi chua nhưng mà ngon. Ăn này là vitamin, vitamin khủng khiếp luôn. Hột quá là hột. Đây không? Cái này á, ăn là để giải stress. Ai đang bị stress ăn vô chua quá, hết stress luôn. Hôm rồi mọi người coi phim chưa? Phim Đóa Hoa Mong Manh của Đức Tiến đóng á, có chiếu tại Mỹ rồi đó. Anh chị nào ở Mỹ nhớ đi coi nha, chiếu vào cuối tuần này nè, 28, 29, 30 và đầu tháng 4 luôn ha. Đây, trái thứ hai, lô quốc. Ngon khủng khiếp. Nó có vị chua nhưng mà rất là ngon. Ngon quá trời ngon luôn á mọi người. Ngon. Nó cái vàng á, cái nồng mà nó còn xanh á là cái này nè, cái này vừa chín tới nè. Rất là ngon. Thật sự ăn cái này là vitamin rất là nhiều, vitamin C á. Vitamin C rất là nhiều luôn. Lâu lâu mới quay ra vườn cho mọi người coi. Mọi người thích coi vườn đó đúng không? Thật sự là nhiều khi ở Mỹ này gì cũng có hết trơn á, mà không có tâm trạng nó quay thôi. Nhiều khi công việc, gia đình, cuộc sống nó làm mình stress nhiều quá, mình cũng không muốn quay. Đi ra mấy cái mall sang trọng 5 sao, 6 sao rồi đồ hiệu á, mình cũng không muốn quay thật sự luôn á. Biết sao không? Đời sống ở Việt Nam mình nhiều người còn khó khăn quá, mà mình cứ khoe những cái đồ hiệu đó, nó không có đúng với cái suy nghĩ, cái tư chí của mình. Mình chỉ chia sẻ cái gì đơn giản nhẹ nhàng thôi. Còn mà ngộ lắm, nhiều người thích mình khoe. Mình mà chụp hình đi LV mua đồ hiệu là rất là nhiều người vô coi. Còn mình chia sẻ cái mộc mạc này á, đôi khi là ít người coi. Không sao đâu, chia sẻ để vui với nhau ha. Ai coi nhớ ủng hộ nha, ủng hộ kênh, nhấn một nút like, comment đó. Thích không thích là ngon quá, để cho mình thấy tinh thần mình quay cho mọi người coi cuộc sống ở Mỹ đơn giản thôi ha. Nhẹ nhàng đơn giản thôi. Cái này đỡ chua hơn. Hột to không? Hột ấp to nhưng mà ngon. Cái lá này đó, cái lá này nè, người ta làm phơi khô á, người ta còn làm trà uống nữa nha. Rồi bây giờ qua cây mới nha quý vị. Cái cây ổi này á, trái rất là ngon luôn á, nhưng mà vì cái tội là nó ra trái quá nhiều mức độ mà tròn gãy cái cây luôn, mà thấy thương á. Bởi vì mà mình không có nhiều thời gian nè ha. Trái cũ nó chết nè, trái con nhỏ nè đó. Rất là nhiều mà mình đâu có đủ thời gian đâu, mà đúng là phải trim nó gọn lại, chỉ để một số trái ăn thôi. Chứ trái rất là ngon nha cả nhà, trái rất là ngon, mà là cứ nhiều quá nên nó bị hư ủ dễ sợ luôn. Đây là cây mận nè. Cái mận hôm mà lạnh quá nó cũng không có đậu mà kệ đó cho nó dưỡng thân đó. Cái thân nó bự không? Xưa mình mua cái cốc nó chiếc đó, mà giờ bự thế nè. Còn đây là cây lô quốc. Cây lô quốc mà không biết tiếng Việt nghĩa là cái gì, nhưng mà cây này là người Mễ trồng rất là nhiều ở trước sân nhà họ. Tương truyền là ăn nó có vị chua chua, nó giống như cái dâu xanh mình đó hả, cái dâu xanh nhà mình vậy đó ha. Rất là ngon luôn á, ăn nó ngọt lắm. Cái cây này tiếng là xin nhà một người bạn. Gốc bự không nè, thấy gốc bự không đó. Cái hồi đó là xin về là nó bự rồi, nhưng mà mình cắt cho nó gọn lại, để mà mình mang về á, để ăn cái trái nó to nó ngon. Nó có bán ở ngoài Costco, ngoài Home Depot nhiều lắm nha. Tí Tiến Thái ăn một trái thử cho mọi người coi. Lô Quốc nha, ngon lắm. Thân bự không? Đây là cây mãng cầu nhà mình nè, sau mùa mưa bão lạnh lẽo ha, rồi hôm Tết rồi cũng hái để cho gia đình bà con bạn bè để có chưng ngày Tết. Không có bán nha, mãng cầu nhà mình đây là vô mùa xuân rồi, cũng còn một số trái để ăn từ từ, ăn chơi thôi chứ mình không có bán. Mãng cầu nhà chồng để tặng nó quý, chứ ở ngoài chợ thì bán rất là nhiều nhưng mà nó không ngon bằng đâu, chắc chắn luôn. Bên kia là nó xay tiếng cắt tỉa gọn hết trơn rồi. Đây nè, đó, mình để cho nó chín tự nhiên cũng được. Mà hái vô cái này đó già hết rồi nha, trái nào cũng già hết trơn rồi. Thấy không, chùm luôn nè, già hết rồi. Nói chung là hái vô là ăn được liền á. Mấy hôm rồi trời mưa á, nên là mình cũng muốn để cho nó siết lại, chứ nó hái vô sớm á, thì nó sẽ bị nó sẽ bị lạc. Cho nắng thêm 1-2 ngày nữa cho nó siết lại để mà nó có vị ngon lại á, nhiều lắm nha. Này mấy cái mới ra nè, thấy không? Xung quanh nhà này mình bên kia nó chịu xuống luôn, các hái bớt xuống ha. Đây là chanh nha, chanh này là chanh ngọt nha quý vị, chanh mà có cái nấm này nè, đó, cái nấm này nè, là chanh ngọt ha, nhà đấy có chanh ngọt này. Hồi xưa thì mê mua về mà cũng đâu ăn bao nhiêu đâu, trồng cho ngắm đẹp mắt cho thích vậy á, chứ nó ăn thì không ăn bao nhiêu á. Đây còn bên đây là chanh vàng, chanh này thì thơm. Chanh này ở Mỹ là người ta đó, nó một rửa xuống đất luôn, người ta làm bánh. Mình thì cũng làm nước mắm nè, làm nước chanh uống rất là ngon luôn, thơm lắm luôn nha, rất là thơm luôn. Đi mà nhớ tới cái nhà vườn của mình, thích về nhà vườn để ra vườn chơi giết thời gian, thấy không? Chanh đã không có một cây rồi đó mà nó ra sum xuê ăn hoài không giờ hết. Còn đây á, là cái cây này là cây cái ổi Đài Loan rất là ngon nha. Thật sự ở bên Đài Loan cũng có ổi nhưng mà không ngon ổi như mình đâu. Mọi người thấy không, trời lạnh đó, nên là cái lá nó bị đỏ, bây giờ nó đang thay lá để tự nhiên chứ mình cũng không có trim. Tại vì khi lên cao quá đó, như trên kia kìa đó, cái trái đen đen như trên nó cao quá mình cũng không có hái tới, cũng không bọc được, nên thà cứ cho nó lùng lùng chỗ này nè, mình trim rồi mình bọc nó dễ hơn. Đó, đây là cái ổi Đài Loan của mình rất là ngon luôn nha. Ăn một miếng đáng một miếng nha các anh chị. Đó, đây cái lá nó nè, lá này mới đúng nha mọi người, cái lá vậy mới đúng là lá ổi Đài Loan nha, nhìn kỹ nha, chứ không đi mua dễ bị lầm lắm đó. Còn đây là cây thứ hai, cây này là cây sabuche thứ hai. Hồi xưa mình mua nó chút xíu à, mình nghĩ mua mình để đó, năm nay mới có ăn á. Đây nè, trái nè, trồng chắc cũng 5 năm rồi đó, kệ đó, cứ để nó tự nhiên á, không có tác động gì hết đó. Một trái cam mới rụng, đã không? Cây này là nhiều trái đó, năm nay là nó đủ lớn, nó đủ trưởng thành á, nó đủ cứng cáp là nó tự thụ phấn luôn. Nó tự đậu trái luôn, trái sum sơ luôn. Cây này đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, chắc cũng gần 20 trái đó, mọi người, 20 trái sabuche đó. Nói chung nhà mình là nhãn nhiều lắm, nhãn năm nay nó cao quá là bông biết làm sao mà hái được luôn á. Còn đây là cái tắc dài. Thật ra cái tắc dài này rất là sum sơ nha quý mọi người, mà do là nó bị che hết nắng ở đây á, chứ nó bị mất trái á. Đây nè, tắc dài này rất là cần luôn á, khi mà cảm ho á là mình hái vô mình ăn. Trời ơi, hái một cái nó thơm khủng khiếp luôn nè. Thấy không, cái này phải tính lại rồi. Cây này cái lụn nhà tiếng mà nó bự quá, chắc là phải cho nó trim lại chứ nó lớn hết cây tắc, lớn cây tắc của tiếng quá. Còn kia là chuối nha, đá qua cái chuối mọi người coi nè, tắc dài nè, vừa hái nè mọi người. Trời, nó thơm khủng khiếp luôn, mình không hiểu tại sao đó là mỗi lần cũng người ta trồng tắc mà mình ra ngoài mình mua á, cái mùi thơm nó không bằng một phần nhỏ luôn á nha, không bằng một phần nhỏ luôn á. Còn cái tắc nhà mình trồng tự nhiên hả, một cái trái thôi mà thơm lừng luôn á, cái gì thơm lừng luôn. Má ơi chua quá. Biết sao không, tại vì trời mưa hạnh chua quá. Tiếp đến đây là cây xoài nhà Đức Tiến nè. Trời ơi, xoài này rất là ngon nha mọi người. Hôm rồi gió Santana lớn quá, nó rụng hết trơn á. Bông nè, cái này ta sẽ phải treo lên. Không, cái trái xoài này ngon lắm á. Giống này là giống của Ấn Độ á, rất là ngon luôn. Cây xoài này là mua của nhà vườn Tư Hậu. Em Tư Hậu bán. Khi mình mua về nó bình thường nhỏ lắm, không có lớn. Nhưng mà mình trồng á, đất ở đây nó cũng tốt lắm. Đất ở Santana, cái khu Tiến ở nè, nó rất là hợp trồng cây, nên là bông rất là nhiều. Hy vọng mà từ giờ cho đến khi nó đậu trái á, mình không có bị gió ha. Không có bị gió thì gió nó sẽ làm cho gãy hết. Bông nhiều lắm nha. Cứ mỗi một chùm này á là mình cần đậu một trái thôi. Thông thường á, mấy anh chị mà trồng xoài á thì họ khuyên là mình ngắt bỏ đi, nhưng mình tiếc lắm. Mình cứ ngắt bỏ mấy cái trái xoài non, mình xót ruột của mình để tự nhiên à. Nên là đôi khi nó bị trái lớn trái nhỏ, chứ mà mình mà quyết định đó là mỗi một cái cành này nè ha, là giữ đúng một trái thôi nha các anh chị. Một cành đúng trái thôi, đây cành đúng trái thôi đó, tức là không có giữ nhiều thì để cho nó tập trung cho nó nuôi. Chứ mà một cành mà 2 trái 3 trái là nó nuôi trái không được ngon. Cái xoài này giống rất là ngon nha. Không nhớ tên, chỉ nhớ là xoài Ấn Độ mà ngon lắm, thơm lắm. Ăn một miếng là đáng một miếng nha mọi người. Còn đây là cây thơm, hay là cái khóm mà ngày xưa mình ăn á, xong mình còn cái đầu á, cái mình bỏ vô nước, cái nó lên. Cái Tiếng cũng quăng trong cái chậu này nè, để gì đó cho nó tự lên đó. Không có chăm gì trơn á. Ra cái trái. Oh my god, cái trái này. Lát nó hái cho ăn được có làm sao. Chắc nó ra 2 đầu luôn đó nha. Mà đó, bên một cành còn nè, cành này lên nè. Chắc tí nó lên đẹp phải sợ không. Nói chung mà không có phải là thèm ăn đâm, để cho đẹp cũng được. Nhìn cho nó khiêu á, chín vàng luôn nè, đã không. Cây sabuche này trồng chắc cũng được 4-5 năm rồi đó. Trái rất là nhiều. Hồi lúc trước trồng thì không có biết cách, lo lắng dữ lắm, thụ phấn. Bây giờ thì nó đã ra trái nè. Thấy trái thấy ham không? Trái to đùng đùng phải không? Nhiều lắm. Đó, đây. Trái nè, thấy ham chưa? Đó, hôm nay có gió. Trên này cũng có trái nè. Đây là cái sabuche. Đó, đây. Nói chung là năm nay là ở Cali trời mưa, mưa nhiều, nên là cây cối nó ra trái rất nhiều lắm. Quay cho mọi người nó trái. Cái này chắc gần cái 100 trái á. Cao lắm nha. Cái này cao hơn 2 mét á. Cao qua đầu Đức Tiến luôn nha. Đó, đụng dây điện luôn nè. Đó, đây là cây sabuche lớn nhà mình. Cái tán nó bự lắm đó. Đó, tán nó to lắm nè. Mọi người thấy không? Rất là to luôn. Đây là cây khế ha, đây là cây mai tứ quý ha, còn đây là cây mai Việt Nam mình mua đó, đợi hoài nó không nở, lạnh quá nó bị chín lạnh luôn sao đó, thấy nở. Mua 3 cây mai con này không nở. Đây, đây là một cây đào. Cây đào này là chưa có ngủ dậy, nó còn ngủ ha, nó còn ngủ nè, thấy không? Đó. Nên là maybe nó sẽ nở chậm. Bây giờ sẽ khoe với mọi người 2 cây đào rực rỡ nhà Đức Tiến. Cái góc chỗ này nó đẹp ghê luôn nha. Lần đầu tiên đến góc này thấy ánh sáng đẹp rồi. Xả lưng mà áo màu đen rồi có cái hoa đào rực rỡ, nên là quay chọn góc này để mà chào tạm biệt mọi người nha. Rồi khi mà mọi người coi cái clip này thấy thư giãn ha, thư giãn, thoải mái đầu óc, thấy có bông, có cây ăn trái cho nó vui ha, cho nó thoải mái đầu óc ha. Nếu mà thấy vui thì mọi người nhớ ủng hộ kênh nha Đức Tiến nha. Để mà Đức Tiến quay thêm mấy cái clip nào đó cho nó thú vị. Cái bữa giờ mình cũng vừa lười quay lắm. Còn hết là quay mấy cái phóng sự, đi từ thiện hay là đi phát quà. Nhiều người không có coi, ít người coi lắm. Tốn tiền quay, tốn tiền dựng mà ít người coi lắm. Nhưng mà không sao, cái đó là kỷ niệm với mình, với lại các bạn và các em để mình đi phát quà. Còn mấy cái này là quay để thư giãn giải trí nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video này và chúc các bạn có thời gian còn lại trong ngày được một điều tốt lành, hạnh phúc và nhiều bình an. Xem video này nếu mà không tiếc thì nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh, nhấn một nút like comment một cái tim gì đó để Đức Tiến có thêm tinh thần ủng hộ để quay tiếp cái video lần sau nha. Chào tạm biệt.